Thưa quý khán giả, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua nhiệt độ ngày cao nhất lên tới 42,2 độ ở Yên Châu, Sơn La. Đây là ngày nắng nóng nhất từ đầu năm đến nay. Hôm qua, bầu trời thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mây đen. Nhiều người hy vọng mưa xuống xua tan không khí oi bức, nóng rát kéo dài nhiều tháng qua. Tuy nhiên, điều mong đợi này không xảy ra. Nắng nóng vẫn gay gắt với mức nhiệt độ đến 40 độ xuất hiện ở Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai. Còn Tây Ninh cũng đến 39 độ. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Long An, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng có nhiệt độ đến 37 độ. Sau thời gian nắng nóng gay gắt, nước bốc hơi khiến nhiều độ ẩm đang gia tăng nên nắng nóng bắt đầu có cảm giác oi bức, rất khó chịu. Nhiệt độ dự báo thường thấp hơn nhiệt độ ngoài trời theo cảm nhận thực tế từ 2 đến 4 độ. Hiện nay, áp thấp nóng Ấn Miến ở phía Tây vẫn đang hoạt động mạnh. Trong một vài ngày tới tiếp tục tăng cường và lấn đông ảnh hưởng đến nhiều nơi của nước ta, gây nên đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Tại tỉnh Hậu Giang xuất hiện nắng nóng gay gắt trên diện rộng một số trung tâm thành phố, thị xã và trung tâm các huyện. Nhiệt độ ngoài trời cao từ 35,5 đến 38 độ. Thời gian nắng nóng từ 11 giờ 30 đến 15 giờ 30. Cao điểm có xuất hiện bức xạ cực tím có hại sức khỏe với người tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài. Bên trên hạn hán gay gắt, bên dưới nước mặn xâm nhập ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Tại thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ, dự báo mặn xâm nhập theo triều biển Tây trên kênh Ngang Dừa và kênh Chắc Băng ít biến đổi từ nay đến ngày 21 tháng 4 tới, nồng độ cao nhất từ 9,5 phần ngàn đến 11 phần ngàn. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, lúa, bắp, đậu, cam, quýt là nhóm cây trồng chịu mặn yếu, tối đa 2 phần ngàn. Khi bị nhiễm mặn ở giai đoạn đầu, nhiễm mặn tác động lên cây có phần giống như bị khô hạn, lá cây bị xào. Nước mặn làm rễ cây giảm sự vận chuyển nước và dinh dưỡng lên cây. Mức độ nghiêm trọng của ảnh hưởng này phụ thuộc nhiều do nồng độ muối hòa tan trong đất, nước và thời gian bị nhiễm mặn. Theo dự báo của chuyên gia, mùa mưa ở Nam Bộ năm nay đến muộn hơn. Vẫn còn khoảng một tháng nữa, cây trồng mới được tưới mát khi mưa xuống. Những ngày tới, nắng vẫn còn oi bức. Chính quyền và người dân triển khai nhiều giải pháp ứng phó hạn mặn. Ngành nông nghiệp đang nạo vét kinh rạch, đào ao, đắp đập tạm để trữ nước ngọt và ngăn mặn. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, nhất là các công trình kiểm soát mặn, hệ thống ống dẫn nước ở các vùng có nguy cơ xảy ra hạn thiếu nước. Người dân theo dõi chặt chẽ tình hình hạn mặn để có kế hoạch trữ nước ngọt tưới cho lúa. Kiểm tra trước khi bơm tưới nước, tuyệt đối không tưới nước nhiễm mặn từ 2 phần ngàn trở lên cho lúa giai đoạn trổ chính, vì giai đoạn này cây lúa rất mẫn cảm. Bản tin thời tiết nông vụ đến đây xin được tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý khán giả.